Sau đây là phần cuối cùng của bản tin thế giới. Phố Wall tiếp tục nối rộng đà giảm điểm sau khi có nhiều thông tin không mấy lạc quan về kinh tế của châu Âu. Trong khi đó, giá dầu vẫn có khả năng tiếp tục giảm. Kết thúc phiên giao dịch ngày 4 tháng 11, chỉ số Dow Jones tăng nhẹ 0,1%, S&P 500 tiếp tục giảm điểm 0,3%, còn Nasdaq cũng giảm hơn 0,3%. Mặc dù chứng khoán Mỹ đã thoát khỏi xu hướng bán tháo, nhưng nhóm năng lượng vẫn chịu áp lực từ giá dầu giảm sâu. Hiện giá dầu tại thị trường Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm qua, sau khi Ả Rập Saudi giảm giá bán dầu cho Mỹ. Nhóm năng lượng của S&P 500 giảm 1,9%, cổ phiếu của Energy Select Sector giảm 2,1%, cổ phiếu của Chevron giảm 1,2%, còn hơn $115. Giới đầu tư đang thận trọng theo dõi kết quả bầu cử nghị viện ở Mỹ. Thị trường chứng khoán Mỹ có vượt qua được thời điểm cuối năm một cách yên ả hay biến động phụ thuộc nhiều vào kỳ bầu cử lần này. Mặt khác, Ủy ban châu Âu EC vừa cho biết, kinh tế châu Âu trong năm sau chưa thể hồi phục mạnh mẽ. Giảm điểm sâu nhất trên sàn là cổ phiếu của Priceline với mức giảm là 8,4%, còn hơn $1,097 một cổ phiếu. Cổ phiếu của Alibaba có tăng sau báo cáo lợi nhuận nhưng cũng không đủ để chống đỡ thị trường chứng khoán Mỹ. Hầu hết các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán châu Á đều giảm điểm trước nỗi lo giá dầu giảm và tăng trưởng kinh tế Trung Quốc giảm tốc. Tuy nhiên, thị trường Nhật Bản vẫn tăng trưởng ngoạn mục. Kết thúc phiên giao dịch ngày 5 tháng 11, chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 0,44%, chỉ số ASX 200 của Úc giảm 0,04%, chỉ số Shanghai của Trung Quốc giảm 0,42% và chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,19%. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản lại lập kỷ lục mới cao nhất kể từ 7 năm qua, nối dài chuỗi tăng điểm 5 phiên liên tiếp. Cổ phiếu của nhà bán lẻ Fast Retailing tăng hơn 2% sau khi báo cáo lợi nhuận tăng 10,5% trong tháng 10. Chỉ số Shanghai của Trung Quốc giảm điểm sau những ghi nhận tình hình kinh tế giảm tốc. Tuy nhiên, cổ phiếu của các công ty điện vẫn tăng điểm sau khi chính phủ bắt đầu xây dựng dự án điện quy mô lớn. Cổ phiếu của Điện lực Thẩm Quyến tăng 10%, còn Điện lực Quảng Châu Quý Đông tăng hơn 7%. Chỉ số ASX 200 của Úc giảm nhẹ sau khi đã tăng nhẹ vào phiên hôm trước. Ngân hàng Hoàng gia Úc tăng 1% với báo cáo lợi nhuận quý 3 tăng gần 10%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm nhẹ và đóng cửa ở mức thấp nhất từ một tuần. Tuy nhiên, cổ phiếu của nhóm ngành hàng không lại tăng điểm với Korean Air tăng 2%, Asia Airlines tăng hơn 5%. Thưa quý vị, bằng việc cải tổ thành phần ban lãnh đạo Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, chính phủ nước này đã đưa đồng yên xuống mức thấp nhất trong 7 năm qua. Điều này khiến các chuyên gia lo ngại về một cuộc chiến tiền tệ có thể xảy ra. Cuối tuần trước, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ tung ra gói tiền tệ hỗ trợ thị trường. Kể từ đó, đồng yên liên tục hạ giá. Hiện 1 đô la đổi 113 yên, mức giá thấp chưa từng thấy từ năm 2007. Điều này khiến cho các nước xuất khẩu khác phải lo lắng. Trong khi cổ phiếu của các doanh nghiệp xuất khẩu Nhật Bản tăng vọt, thì cổ phiếu của các đối thủ ở Hàn Quốc giảm mạnh. Cổ phiếu của Hyundai đã giảm gần 12% trong 3 phiên vừa qua. Cổ phiếu của đại gia thép Hàn Quốc là POSCO cũng giảm gần 8%. Hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc đã tuyên bố sẽ tìm các biện pháp chống đỡ cho nền kinh tế Hàn Quốc. HSBC cảnh báo, động thái của BOJ có thể khiến các nước như Hàn Quốc và Đài Loan lao vào cuộc chiến tiền tệ để bảo vệ đồng won và đại tệ. Mặt khác, về phía doanh nghiệp, các doanh nghiệp xuất khẩu chưa chắc vui mừng vì đồng yên hạ giá. Nguyên nhân là vì điều này lại khiến chi phí nhập khẩu nguyên vật liệu thô tăng cao. Giám đốc tài chính của tập đoàn điện tử Sony cho biết, hệ tỷ giá nâng lên 1 yên thì Sony thiệt hại $75 triệu. Đó là chưa kể đến tình hình kinh tế ở châu Âu đang buộc ECB phải bơm thêm tiền vào thị trường. Điều này sẽ lại tiếp tục gây ra bất ổn trên thị trường ngoại hối. Áp lực đang đè nặng lên ngân hàng HSBC khi lợi nhuận quý 3 không đạt được như mục tiêu. Liệu ngân hàng lớn nhất châu Âu này sẽ mất bao nhiêu thời gian phục hồi kể từ sau án phạt thao túng tiền tệ? Thêm nhiều thông tin xấu đối với các ngân hàng và lần này là ngân hàng HSBC. Cổ phiếu của ngân hàng Anh giảm 3% sau báo cáo lợi nhuận quý 3 giảm 12% so với kỳ vọng. Các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận trước thuế tăng 16% so với năm ngoái, nhưng thực chất chỉ tăng 2%, đạt mức $4,6 tỷ. Ngân hàng này còn giải thích rằng do chi phí cao lên đến mức 6%, ngoài ra họ còn phải dành tiền để đầu tư thêm cơ sở tại ba khu vực khác. Chưa tính đến khoản thất thu hơn $500 triệu vì không bán được bảo hiểm khoản vay tại Anh. Thêm $378 triệu chi trả cho khoản phạt liên quan đến vụ điều tra dàn xếp trên thị trường tiền tệ. Bất chấp chi phí cao, biên tập viên của Reuters Breaking View cho rằng về dài hạn, HSBC vẫn là một trong những ngân hàng làm ăn có lời. Vẫn còn là những rủi ro lớn như HSBC cũng đã làm tốt trong một số thương vụ của mình so với các đối thủ cạnh tranh. Chỉ cần đảm bảo được sự cân bằng trong kinh doanh, ngân hàng này sẽ phát triển trong vài năm tới.
Có thể có ánh sáng ở cuối đường hầm đối với HSBC, nhưng đối thủ của nó là Standard Chartered thì không được như vậy. Chính quyền Mỹ đang điều tra ngân hàng này vì vi phạm lệnh cấm làm ăn với Iran. Standard Chartered đã phải trả gần 670 triệu đô la Mỹ vì những vi phạm vào năm 2012. Xiaomi từ một hãng điện thoại vô danh trở thành một ông lớn chiếm lĩnh thị trường Trung Quốc với vòng gây quỹ đầu tiên lên tới gần 50 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, theo ý kiến của chuyên gia thì rất khó để xác định giá trị thật của Xiaomi. Liệu Xiaomi có thể đứng vững trước thị trường đầy biến động? Hãy cùng chúng tôi cùng tìm hiểu vấn đề thông qua phần trao đổi giữa các chuyên gia của chuyên mục Breaking Views. Nhà sản xuất điện thoại thông minh Xiaomi đang thống trị thị trường Trung Quốc, nhưng thật khó để xác định giá trị thực của công ty là bao nhiêu. Đúng là không hề dễ dàng để định giá được Xiaomi, mặc dù chúng ta đang nói về 40 đến 50 tỷ đô la Mỹ trong vòng gây quỹ mới nhất. Trong khi đó, chỉ cách đó một năm rưỡi, giá trị của công ty là 10 tỷ đô la Mỹ về doanh thu trong 6 tháng gần đây mà công ty đã báo cáo. Chúng tôi cũng đã có rất ít thông tin về nó, vì đây là một công ty tư nhân. Tuy vậy, tôi vẫn có thể đưa ra con số khoảng 5 tỷ đô la Mỹ. Hiện tại, Xiaomi đang phát triển vô cùng nhanh chóng, vượt mặt Samsung. Xiaomi vươn lên trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ hai tại Trung Quốc trong quý 2 vừa qua. Ngoài ra, Xiaomi còn đang có kế hoạch mở rộng ra thị trường nước ngoài thông qua tiếp cận thị trường Ấn Độ. Qua đó, cô có thể thấy doanh số bán hàng sẽ còn tiếp tục tăng như thế nào. Ta ví dụ như họ kiếm được 15 tỷ đô la Mỹ doanh thu năm tới, vậy thì giá trị sẽ gấp 3 đến 4 lần lợi nhuận tương đương với lợi nhuận cao nhất của Apple nếu khai thác được hết ưu thế trong khu vực đó. Như anh đã nói, Xiaomi đang thống trị tại Trung Quốc. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu họ có IPO không, trong khi họ nói rằng họ sẽ không làm điều đó trong 5 năm. Chúng tôi nghĩ vẫn còn quá sớm để Xiaomi niêm yết ra công chúng, nhưng rõ ràng hãng có rất nhiều sự quan tâm trong thời điểm hiện tại. Mặc dù có một câu hỏi lớn rằng liệu giá trị của hãng có bền vững trước một thị trường năng động và đầy cạnh tranh hay không. Ý tôi là Xiaomi có giữ được vị trí đó không nếu tại Trung Quốc hay Ấn Độ xuất hiện một thương hiệu điện thoại giá rẻ hơn có thể sẽ chiếm lấy thị trường của Xiaomi. Ví dụ như trường hợp của BlackBerry. BlackBerry từng là một kẻ thống trị, nhưng giờ chỉ trị giá 5 tỷ đô la Mỹ. Cho nên tôi nghĩ rất khó để đánh giá những gì họ đang có và sự tự tin của họ trong việc xây dựng một thị trường bền vững. Xiaomi từ một hãng điện thoại vô danh lại trở thành kẻ chiếm lĩnh thị trường Trung Quốc. Nhưng để định được giá trị thật của Xiaomi vẫn còn là một câu chuyện dài. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin FBNC của chúng tôi hôm nay. Mời quý vị ghé thăm trang Facebook của FBNC để có thêm thông tin và video của các chương trình trên FBNC. Và đừng quên like cho chúng tôi nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong bản tin kỳ sau.